vẫn cháy. Tóm tắt cái nội dung là 1,78 gram dung dịch X nè, gồm hai cái ancan NCNH2N+2 liên tiếp đốt cháy nha, thì ra bao nhiêu bấm cho loại này ra số mol đi, V chia 22/4 bao nhiêu? 0,12 mol CO2, ổn chưa? Thì hai cái liên tiếp là sao? Ví dụ nè, là lấy ví dụ nè, hai cái ancan liên tiếp CH4 rồi, liên tiếp nó là C2H, H mấy? 6. H6, ổn không? Ví dụ cái thứ hai nha, ví dụ như C3H8 đi, cái liên tiếp của nó là C4H, H10, ok chưa? Hiểu cái từ liên tiếp không? Này 1, thì này 2, này 3, thì này 4, được chưa? Ổn chưa? Để bắt đầu nè, mình gọi cái CN gạch ngang, 2N gạch ngang cộng 2 gạch ngang này, ý nói là hai cái này chập lại thành một, được chưa? Gọi là hỗn hợp X. Đó, chập lại thành một. Hai cái thằng này giống nhau nên tôi chập lại thành một để viết cho nó gọn, được chưa? Viết công thức ra. Có gạch ngang đó là phải hiểu. Cộng oxy ra. Cộng cân bằng N ngang tiếp. Nó không biết thì lấy cái này ra 2N gạch ngang cộng 1 nhân gì? N gạch ngang cộng 1 tính bình thường, 2N gạch ngang này là N gạch ngang cộng 1 cộng lại đi, 3N gạch ngang cộng 1 chia 2. Hiểu có số mol này chưa? Thế vô 0,12 bắn qua đây nhân 1 chia N gạch ngang, vậy là 0,12 chia cho N gạch ngang. Cô mình hay viết là 0,12 nhân 1 bằng N đó, được chưa? Hai cách viết đó như nhau nghe không? Đây là số mol nha. Thì theo công thức, số mol của thằng X bằng M chia M lớn tương đương số mol X có chưa? Đây, 0,12 phần N gạch ngang, hiểu N gạch ngang nha. Bằng M lớn đâu nhiêu? 1,78 chia M này bao nhiêu? Ancan, M lớn ancan nhiêu? 14N cộng 2, lấy máy tính bấm máy tính. Tương đương tìm ra được N gạch ngang. N bằng 2,4 nhân vô 2,4 thì mình sẽ lấy số nhỏ hơn 2,4, số tự nhiên nhỏ hơn 2,4 là số mấy? Vậy N bằng 2, M bằng lớn hơn 2,4 là lấy số mấy? Hiểu không? Đó, gần nó là 2/3. Được chưa? Ví dụ nó ra 3,1 thì lấy số mấy? N bằng mấy? 3, M bằng mấy? 4, lấy một số nhỏ hơn này và một số lớn hơn thằng này là số tự nhiên, được chưa? Vậy từ đây mình viết được công thức của nó chưa? Vậy là X gồm có hai thằng C2H mấy? Đó gồm 4 ăn can 6 nhẩm công thức rồi nói C3H mấy? 8. Hiểu không? Phải nhẩm công thức nha, chứ không có ở đâu mà chân trời